đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ đến một loại thức ăn cực kỳ phổ biến đối với cá vàng đó là cám thì cái đặc điểm của nó cũng khá là nhận diện đó là hạt nhỏ tròn màu nâu và cái thức ăn à, và nó đông đặc lại thì được gọi là cám mà thức ăn khô ha nó là cái nguồn dinh dưỡng cô đặc cần thiết cho cá vàng và được bán bởi các nhà sản xuất lớn các nhà máy sản xuất lớn à, và để cải thiện tiêu hóa thì có một số loại cám họ còn để vào bột tỏi để mà cải thiện tiêu hóa cho cá nữa